Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thông tin từ Vietnamnet cho biết, theo tờ Time of Israel, quân đội Do Thái dự kiến sẽ mở rộng tấn công trên bộ sang các khu vực họ chưa từng hoạt động trước đây ở dải Gaza. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 10 tháng 11 đã họp bàn về thảm cảnh nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza. Cuộc họp bắt đầu bằng một phút mặc niệm dành cho các công dân Palestine, Israel, người nước ngoài cũng như các nhân viên Liên Hợp Quốc và nhà báo đã thiệt mạng vì xung đột Israel-Hamas ở Gaza và bờ Tây. Trong khi mô tả tình hình thảm khốc đang diễn ra ở Gaza, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhà xác đều quá tải, bác sĩ đang phải phẫu thuật không có thuốc gây mê cho bệnh nhân. Hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa đang trú ẩn tại các bệnh viện. Theo ông, WHO đã xác minh hơn 250 vụ tấn công vào các cơ sở y tế ở Gaza và bờ Tây, cũng như 25 vụ tập kích vào các cơ sở y tế ở Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Một nửa trong tổng số 36 bệnh viện và 2/3 số trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu của Gaza hiện không còn hoạt động. Các đại diện của Israel và Palestine tại Liên Hợp Quốc cáo buộc lẫn nhau về thực trạng trên. Trong khi Lana Nusebet, đại diện Liên Hợp Quốc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi Israel chấm dứt bao vây Gaza. Bà Nusebet cũng thúc giục Hội đồng Bảo an phải gấp rút hành động để cứu giúp những sinh mạng vô tội. Theo CNN, Tel Aviv hiện tin có khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của các tay súng Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Con số này giảm hơn so với ước tính ban đầu là 1.400 nạn nhân đã thiệt mạng trong sự vụ. Trả lời phỏng vấn trực tuyến của các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Leo Hed nói, những người thiệt mạng bao gồm cả công dân nước này và người ngoại quốc. Con số thống kê mới chưa phải là cuối cùng vì một số thi thể vẫn chưa được nhận diện. Theo số liệu mới nhất, nạn nhân của các cuộc tấn công vào dải Gaza đã tăng lên 10.569 người. Thủ tướng Palestine Mohammed Zayed phát biểu tại hội nghị Paris rằng số thường dân thiệt mạng tại các vùng lãnh thổ của Palestine trong tháng qua đã vượt qua số người chết vì cuộc xung đột ở Ukraine, ghi nhận thông tin từ VTC News. Ông Zayed nhấn mạnh, có bao nhiêu người Palestine phải chết để cuộc chiến này kết thúc. Con số đó nhiều hơn số người đã thiệt mạng trong hơn 530 ngày ở Ukraine, một tháng không có thuốc men, điện nước. Ngày 13 tháng 10, Phó đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị Adedeji Egbo cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022 đã khiến ít nhất 9.806 thường dân thiệt mạng và hơn 17.900 người khác bị thương. Căng thẳng bùng lên trở lại ở Trung Đông vào ngày 7 tháng 10 khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ dải Gaza. Hamas mô tả hoạt động của mình là phản ứng trước những hành động của chính quyền Israel đối với nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trên núi Đền ở thành phố cổ Jerusalem. Israel đã tuyên bố phong tỏa hoàn toàn dải Gaza và thực hiện các cuộc không kích vào vùng đất này, cũng như một số khu vực ở Lebanon và Syria. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở bờ Tây. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari hôm 27 tháng 10 cho biết, nhà nước Do Thái đang mở rộng hoạt động quân sự trên bộ ở Gaza. Trong một diễn biến khác, Israel cho biết sẵn sàng dành nhiều năm để loại bỏ tất cả những người liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói sẽ không có sự thỏa hiệp với những kẻ đã làm hại và sát hại công dân của chúng tôi. Quân đội Israel thông báo về cái chết của một binh sĩ khác trong cuộc giao tranh ở Gaza, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng tại khu vực này lên ít nhất 35 người kể từ khi các chiến dịch trên bộ bắt đầu. Quân đội cho biết các máy bay chiến đấu của Israel cũng đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả các vụ phóng về phía Israel ngày hôm qua, theo Al Jazeera. Kênh 12 của Israel dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết quân đội nước này dự kiến chiến đấu ở Gaza trong một năm và sắp mở rộng chiến dịch trên bộ ra những khu vực họ chưa từng hoạt động. Không có áp lực phải vội vàng, nguồn tin ẩn danh của kênh 12 nói. Đó là thông điệp mà các chỉ huy quân đội luôn nhận được. Hãy làm việc chậm rãi và an toàn, mang lại kết quả. Báo Dân Trí thông tin. Kênh 12 đưa tin rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF đang chuẩn bị cho khoảng thời gian một năm chiến đấu ở các khu vực khác nhau với các phương pháp khác nhau. Một năm chiến đấu này có mục đích đi đến giai đoạn thứ tư của cuộc chiến, sự xuất hiện của một chính phủ mới ở Gaza mà không phải là Hamas và không do Iran hậu thuẫn. Nguồn tin ẩn danh nói. Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin từ kênh 12. Hơn một tháng qua, Israel phát động cuộc tấn công trên bộ và trên không vào dải Gaza với mục tiêu tiêu diệt Hamas.
lực lượng vũ trang nắm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ chật chội có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống. Giới lãnh đạo Israel chưa công bố kế hoạch về tương lai giải Gaza thời hậu chiến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng khẳng định nước này sẽ phải quản lý an ninh ở giải Gaza trong thời gian không xác định, nhưng cũng bác bỏ khả năng chiếm đóng vùng đất này. Trong khi đó, các quan chức Mỹ tuần qua đều nhận định rằng Israel không có nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu xóa sổ Hamas vì lời kêu gọi ngừng bắn sẽ ngày càng lớn khi thương vong của người Palestine tại giải Gaza ngày càng tăng. Theo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, cuộc oanh tạc của Israel đã khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Dù vậy, bà Barbara Lip, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề cận đông của Mỹ, hôm 8 tháng 11 nói với một ủy ban Hạ viện Mỹ rằng số dân thường thiệt mạng ở Gaza có thể còn cao hơn con số được công bố. Ghi nhận thông tin từ VTC News, đài RT dẫn tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9 tháng 11 cho biết Tel Aviv không có ý định nắm quyền kiểm soát giải Gaza sau xung đột với Hamas, nhưng sẽ tìm cách thành lập một lực lượng chính trị đáng tin cậy để đảm bảo rằng vùng lãnh thổ này không còn là mối đe dọa đối với Israel. Tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News. Thủ tướng Israel cho biết Tel Aviv đã phác thảo các kế hoạch đối với Gaza sau xung đột, nhấn mạnh rằng các lực lượng Israel sẽ không cố gắng cưỡng ép cư dân địa phương phải rời khỏi khu vực họ sinh sống sau khi xung đột kết thúc. Những gì chúng ta phải thấy là Gaza được phi quân sự hóa, vô chính phủ và được xây dựng lại. Tất cả những mục tiêu này đều có thể đạt được, ông Netanyahu nói, đồng thời nhấn mạnh, chúng tôi không tìm cách chinh phục Gaza, chúng tôi không tìm cách chiếm Gaza và chúng tôi không tìm cách cai trị Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu cho rằng Israel sẽ cần thành lập một lực lượng đáng tin cậy có thể đảm bảo an ninh ở giải Gaza bất cứ lúc nào và lập luận rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn một thế lực Hồi giáo cực đoan như Hamas xuất hiện. Cuộc phỏng vấn với Fox diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tiếp quản an ninh ở Gaza sau xung đột và không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Phát ngôn này đi ngược lại hoàn toàn với những tuyên bố trước đây của chính phủ Israel về tương lai của Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thậm chí còn cho biết lực lượng Israel sẽ thiết lập một trạng thái an ninh mới trong khu vực, nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày ở giải Gaza. Ông Netanyahu cũng cho biết thêm rằng Tel Aviv ủng hộ thành lập chính phủ dân sự mới cho người dân Gaza. Ông không nêu rõ vai trò của Tel Aviv trong quá trình này hoặc cách thức chính quyền này được xây dựng. Mỹ, đồng minh hàng đầu của Tel Aviv đã lên tiếng ủng hộ hành động quân sự của Israel nhằm loại bỏ Hamas sau sự kiện ngày 7 tháng 10. Nhưng các quan chức Mỹ đã kêu gọi đồng minh của họ không theo đuổi việc tái chiếm đóng Gaza. Tuy nhiên, khi được hỏi ai có thể cai trị vùng đất Palestine sau khi giao tranh lắng xuống, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Nhà Trắng không có câu trả lời cho vấn đề đó và chỉ nhấn mạnh rằng dù là ai cũng tốt hơn là Hamas. Israel lần đầu tiên chiếm đóng Gaza trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 với Ai Cập, Jordan và Syria và chỉ rút quân cùng người định cư gần 40 năm sau đó. Tuy nhiên, sự trỗi dậy quyền lực của Hamas tại vùng đất này vào năm 2007 đã dẫn đến việc phong tỏa chặt chẽ lãnh thổ và Israel đã tiến hành nhiều chiến dịch ném bom vùng lãnh thổ này kể từ đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!